Hôm nay, ngày 27 tháng 5 sẽ diễn ra phiên tòa xét xử Minh Béo. Thưa quý vị, phiên tòa xét xử vụ Minh Béo sẽ diễn ra tại tòa thượng thẩm quận Cam, California, Hoa Kỳ vào hôm nay, ngày 27 tháng 5 theo giờ địa phương. Như tin đã đưa tại phiên tòa thương lượng hôm 14 tháng 5, luật sư mới của nam diễn viên hài Minh Béo là bà Mia Yamamoto đã xin lùi sang ngày 27 tháng 5. Theo đó, nghệ sĩ Hồng Quang Minh, nghệ danh Minh Béo sẽ xuất hiện tại phiên tòa thương lượng lần này tại tòa thượng thẩm quận Cam, chi nhánh Westminster, tọa lạc tại thành phố cùng tên. Phiên sơ thẩm có sự tham gia của bồi thẩm đoàn, theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 6 tới đây. Trước đó, thông tin mẹ của Minh Béo đã đáp chuyến bay sang thăm con trai từ hôm 20 tháng 5 và dự phiên tòa diễn ra vào hôm nay, làm dư luận đặc biệt quan tâm. Vì đây là lần gặp gỡ đầu tiên của Minh Béo với mẹ của mình kể từ khi bị cảnh sát Mỹ bắt giữ và bị tố cáo 3 tội danh liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em. Được biết, như chia sẻ của luật sư bào chữa mới của Minh Béo, bà Mia Yamamoto, người Mỹ gốc Nhật Bản, đã hứa với người nhà nam nghệ sĩ cải trang án cho anh, nhưng trước hết là xin giảm tiền tại ngoại cho nam danh hài xuống còn 100 đến 200 ngàn đô la Mỹ, khoảng hơn 2,2 đến 4,4 tỷ đồng, so với số tiền 1 triệu đô la Mỹ mà tòa án tuyên bố trước đó. Sau khi xuất hiện tại phiên tòa thứ hai một cách chóng vánh, bà Mia Yamamoto tập trung vào việc thu thập chứng cứ về cáo trạng xoay quanh vụ án, cũng như trao đổi với thân chủ là diễn viên hài Minh Béo. Bà Mia Yamamoto được một người bạn bí ẩn của Minh Béo chi hơn 4 tỷ đồng để thay thế luật sư Đỗ Phủ bào chữa cho nam danh hài. Về lý do đổi luật sư, một nguồn tin cho rằng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ đã có sự can thiệp vào vụ việc. Tuy nhiên, cho đến nay, thông tin về người bạn bí ẩn này vẫn còn là một dấu chấm hỏi cho công chúng. Gia đình Minh Béo không phải trả tiền bảo lãnh 100.000 đô la. Quý vị thính giả thân mến, một người bạn của Minh Béo sẽ chi trả giúp số tiền bảo lãnh nếu tòa chấp nhận giảm. Nói đến chi phí tại ngoại hậu tra, anh Thiện Thành, cậu họ Minh Béo cho biết, nếu tòa đồng ý với số tiền bảo lãnh tại ngoại là 100.000 đô la, thì người bạn kia sẽ lo vì họ đã cam kết chi trả mọi khoản liên quan đến vụ án. Gia đình cũng cho biết thêm, luật sư chuyển giới làm việc rất kín tiếng, bà không trả lời bất cứ điều gì liên quan đến vụ án hay thân chủ. Nếu cần trao đổi với Minh Béo, bà sẽ cùng người phiên dịch vào tù gặp anh và không thông qua người nhà. Ngày 22 tháng 5, mẹ Minh Béo đã có mặt tại Mỹ để động viên tinh thần con trai. Gia đình đều hồi hộp và hy vọng MC Lục Lạc Vàng sẽ trắng án nhờ sự giúp sức của luật sư chuyển giới nổi tiếng. Trong phiên thương lượng diễn ra vào ngày 27 tháng 5, phía biện hộ và biện lý sẽ cùng đưa ra những lý lẽ, bằng chứng để bảo vệ quan điểm của mình. Phía biện lý cũng sẽ đưa ra mức phạt tù và bên biện hộ có quyền thương lượng. Quý vị thính giả thân mến, Minh Béo tên thật là Hồng Quang Minh, 39 tuổi, là nghệ sĩ hài được nhiều khán giả yêu thích. Anh thành lập sân khấu Sau Minh Béo ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh và tập hợp được nhiều nghệ sĩ tham gia. Không chỉ đóng phim, diễn kịch, Minh Béo còn làm MC, đạo diễn sân khấu. Ngày 23 tháng 3, Minh Béo bị cáo buộc quan hệ bằng miệng với một bé trai. Nạn nhân tố cáo vụ việc với Sở Cảnh sát Garden Grove. Ngày 24 tháng 3, một thanh tra của Sở Cảnh sát Garden Grove đã đóng giả thiếu niên 14 tuổi và liên lạc với Minh Béo. Sau đó, Minh Béo đi gặp thiếu niên này, thực tế do cảnh sát đóng giả, với ý định thực hiện hành động dâm ô, cảnh sát đã bắt giữ Minh Béo. Trưa ngày 28 tháng 3, anh trai Minh Béo thừa nhận em bị cảnh sát Mỹ bắt giữ. Ngày 29 tháng 3, Văn phòng Biện lý quận Cam thông báo Minh Béo bị khởi tố ngày 25 tháng 3 với các tội danh, quan hệ đường biển với trẻ em, âm mưu hành vi dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi và gặp gỡ một trẻ em vị thành niên với ý định thực hiện hành vi dâm ô. Sáng ngày 13 tháng 5 theo giờ địa phương, Minh Béo hầu tòa lần thứ hai vì cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em tại phòng với các 12, tòa án Westminster, khu Little Sài Gòn, bang California. Tại đây, anh đã quyết định đổi luật sư và tòa đồng ý dời phiên thương lượng sang ngày 27 tháng 5. Do đó, bà Mia Yamamoto, luật sư chuyển giới người Mỹ gốc Nhật, thay thế luật sư Đỗ Phủ, biện hộ cho nam diễn viên. Phía gia đình Minh Béo cho biết, một người bạn muốn anh thay đổi luật sư và sẵn sàng giúp đỡ chi trả mọi chi phí liên quan đến vụ án. Gia đình Minh Béo không gặp được luật sư sau phiên thương lượng. Quý vị thính giả thân mến, sáng ngày 27 tháng 5, theo giờ California, Mỹ, diễn viên Minh Béo sẽ tiếp tục có mặt ở phiên xét xử thứ 3 tại tòa thượng thẩm quận Cam, chi nhánh Westminster. Trong phiên lần này, luật sư Mỹ gốc Nhật Mia Yamamoto
tiếp tục đệ trình lên tòa, xin giảm tiền tại ngoại hầu tra cho diễn viên hài đang bị cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em ở Mỹ, với lời đảm bảo anh sẽ không đi ra khỏi nơi đang ở tại Mỹ. Đồng thời, bà sẽ thương lượng để tìm cách giảm án cho thân chủ. Ông Đỗ Phủ, luật sư cũ của diễn viên Minh Béo cho biết, dù không còn là người bào chữa cho nam diễn viên, ông vẫn theo dõi diễn tiến của vụ án vì đây là vụ việc thu hút sự chú ý. Ông Đỗ Phủ nói, tôi dự đoán có thể trong phiên tòa tới này, phía công tố sẽ thương lượng với luật sư biện hộ để giảm tội danh nào đó của Minh Béo và cho anh Minh nhận một bản án tối thiểu nào đó trong khung mức hình phạt. Tại phiên xử lần trước, bà Mia Yamamoto đã đề nghị tòa dời phiên điều đình để bà có thêm thời gian thu thập chứng cứ quanh vụ án cũng như trao đổi với thân chủ. Khi được luật sư Đỗ Phủ và anh Tuấn bàn giao lại toàn bộ hồ sơ về vụ việc, bà hỏi thêm luật sư Đỗ Phủ đánh giá thế nào về vụ án và hồ sơ của Minh Béo. Ông Đỗ Phủ nói, bà cũng hỏi tôi về việc nếu hồ sơ của Minh Béo phải ra đến tòa có bồi thẩm đoàn thì xác suất để số người gốc Việt được nằm trong bồi thẩm đoàn này là bao nhiêu người. Khi trao đổi với bà Yamamoto, tôi thấy bà là người cởi mở. Từ đó đến nay, bà Mia Yamamoto không lên tiếng bất cứ điều gì về các động thái tiếp theo của bà trong vụ án này. Phóng viên của nhiều tờ báo khi liên hệ phỏng vấn đều bị bà khéo léo từ chối. Ông Thiện Thành, cậu họ của Minh Béo cho biết, từ sau phiên thương lượng pre-trial ngày 13 tháng 5, gia đình không liên lạc được với luật sư Mia Yamamoto. Bà chỉ làm việc trực tiếp với người giấu mặt đã đứng ra thuê bà bào chữa cho Minh Béo. Ông Thiện Thành chia sẻ, dù không thể tiếp xúc với bà luật sư mới, nhưng có thể tiếp xúc với luật sư Đỗ Phủ trước đây, chúng tôi vẫn rất yên tâm vì bà Mia được đánh giá rất giỏi. Hiện giờ, mẹ và cháu trai của Minh cũng đã sang Mỹ ở cùng Kiên, anh trai của cậu ấy, để lo liệu. Theo trang The Lavender Effect, luật sư Mia Yamamoto là một phụ nữ chuyển giới. Bà sinh năm 1943 tại Arizona với tên khai sinh là Michelle Yamamoto. Vào thập niên 1980, Michelle chuyển giới tính và lấy tên là Mia Yamamoto. Bà hành nghề luật sư từ năm 1984 đến nay, từng đoạt một số giải thưởng. Năm 2002, Mia Yamamoto được California Daily Journal bầu chọn trong danh sách 100 luật sư có ảnh hưởng lớn nhất ở California. Diễn viên Minh Béo sang Mỹ lưu diễn từ ngày 18 tháng 3 tại California. Theo công tố viên, ngày 20 tháng 3, nam diễn viên tiếp cận nhóm vũ công tham gia thi tài năng trên đài phát thanh ở Huntington Beach. Anh bị cáo buộc lạm dụng tình dục một cậu bé trong buổi làm việc ngày 23 tháng 3. Gia đình cậu bé này báo lại sự việc cho cảnh sát và nhà chức trách nhanh chóng điều tra, bắt giữ nam diễn viên. Giữa Việt Nam và Mỹ, chưa có hiệp định tương trợ tư pháp, cho nên về nguyên tắc, người phạm tội ở đâu thì sẽ bị xét xử theo luật nơi đó. Trong trường hợp của Minh Béo, anh sẽ bị xét xử ở Mỹ. Văn phòng biện lý quận Cam cho biết, Minh Béo bị truy tố với 3 tội danh, gồm quan hệ tình dục bằng miệng với trẻ vị thành niên, có hành động khiêu dâm với một em bé dưới 14 tuổi và gạ gẫm trẻ nhỏ để thực hiện hành vi dâm ô. Số tiền bảo lãnh tại ngoại cho nam diễn viên là 1 triệu đô la, tương đương hơn 22 tỷ đồng.